Thưa quý vị, một bài báo trên Nikkei Asia Review hôm thứ tư tiết lộ, Bắc Kinh không muốn cộng đồng quốc tế đưa ra kết luận cho rằng Trung Quốc đoàn kết một lòng với Nga trong phương diện quân sự. Bài báo cho biết, trong thời gian tổng thống Joe Biden đến thăm Nhật Bản, Trung Quốc và Nga đã tiến hành đàm phán mới thống nhất được quy mô về máy bay ném bom chiến lược chung hôm 24 tháng 5. Hôm đó, khi đối thoại an ninh bộ tứ diễn ra tại Tokyo, 6 máy bay gồm máy bay ném bom TO-95 của Nga và máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay cùng nhau. Một người cung cấp tin hiểu rõ về các mối quan hệ quốc tế nói rằng, ban đầu, Nga hy vọng sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên bộ, tương tự như tháng 10 năm 2021, khi 10 tàu chiến cùng các máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga bay vòng quanh Nhật Bản. Tuy nhiên, lần này Bắc Kinh đã từ chối đề nghị của Nga và lựa chọn chỉ tiến hành tập trận trên không. Nguồn tin cho hay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã do dự đối với việc triển khai các hoạt động quân sự quá trướng mắt, ví dụ như cử tàu chiến đi vòng quanh Nhật Bản. Điều này cho thấy cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga đã xuất hiện dấu vết của sự giãn nứt.